Con này giá 28 năm nha các bác. Này là hóa đơn mua bên Nhật. 28 năm. Hiện tại đèn tri thì em chỉ còn con này thôi. Còn shop bác nào có chốt thì alo cho em, hoạt động. Vâng, và sau đây em mời các bác cùng xem con tri TRV 34SE. Con này chạy 4 cấu hình 4 bóng IL34. Những dòng bóng này thì tiếng bass mềm và trung âm và giải cao nổi trội. Các bác chơi những dòng loa mà toàn giải Antet bass 40 tuyệt vời, nó nặng nha các bác, nên là nó đi cái này xuống nên nó nghiêng. Đây, con này về có cả ốp gỗ nha. Còn xốp nha, đẹp, trên 95% mới tinh, siêu lướt. Còn cả những cái bảo vệ bóng nha, hay là những bóng rề. Phía trước còn cả cái ập tập luôn nha, cứng ngóc luôn nha các bác. Điện 100V nha, 280W nha các bác. Mới tinh. Đây là cổng Redwood này các bác, có cổng chia tín hiệu này để kém sub này, hoặc là kém qua tín hiệu cái đài sản phẩm khác. Và được 3 đường tín hiệu đầu vào này, một cổng trước là 4 này. Đấy, điện 100V. Con này là hàng nội địa nha các bác, 100 đến 120 thôi nha, không có 224. 280W, một công suất cực kỳ là khỏe để các bác mình chơi những loa như là JBL Bass 40, 4343 đến 4343, hoặc là những tăng noi Eden, Tuberi, vân vân. Những dòng loa cây BBK. Đây là trạm loa. Đấy. Con này giá 28 năm nha các bác. Này là hóa đơn mua bên Nhật. 28 năm. Hiện tại đèn tri thì em chỉ còn con này thôi. Còn shop bác nào có chốt thì alo cho em, hoạt động hoàn hảo nha. Hay là chúng ta mở lên. Bóng IL34 mới tin nha các bác. 20GC. Các bạn thấy đầu bóng này mới tinh. Chắc là mới nha. Tiếng hay cực kỳ nha các bác. Rất là hay luôn. Này các bác chơi những loa JBL cho L100 Canary 4312 412 MK2 L166, L65 Dubai, L65 Dubai rất là hay. L65A rồi các bác. Vâng. Bác nào chốt thì alo cho em nha, một em duy nhất. Thùng xốp TRV 34SE. Siêu lướt. Cặp bến em Chiến. Liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên để chốt sản phẩm. Giá là 28 năm, chuyên khoản đủ thì em bớt 300 ngàn, còn 28 triệu 200 bao ship. Điện 100V, 280W nha các bác.